nhiều video chia sẻ trên mạng xã hội do người dân Israel quay lại, cho thấy tên lửa Iran rơi xuống như mưa sao băng vào ngày 1 tháng 10. Trong các clip, những vệt lửa của tên lửa Iran chiếu sáng bầu trời đêm Israel, còi báo động vang lên. Hệ thống phòng không Israel đánh chặn được nhiều tên lửa nhưng một số đã rơi xuống. Cơ quan cứu hộ Israel cho biết có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn. Israel ngay lập tức tuyên bố sẽ trả đũa Iran và khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi dân cư miền Bắc có thể trở lại an toàn. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 10, Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Beirut. Đáp lại, Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục bắn tên lửa vào Israel cho đến ngừng bắn ở Gaza. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Các chuyên gia xác định tên lửa Iran sử dụng là biến thể Shahab-3. Những mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo Iran được tìm thấy tại Gedera. Họ bày tỏ hoài nghi về thông tin cho rằng Iran có sử dụng tên lửa siêu thanh Fatah trong cuộc tấn công.